sao bạn này đẹp quá vậy. Xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên: ê mày, cái thằng này đẹp trai quá, thằng này mà cua tao là tao chịu liền đúng không mày? Nhưng mà tính lăng nhăng này chi nọ vậy là hả, ăn vô máu thì sao, không được, tao rồi em bỏ. Rồi nghỉ nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? Dạ khoảng tuần. Một tuần. Sạch lâu quá. À, hôm nay sao mặc đồ tin quá vậy ta? Thì đó. Trời ơi, quay qua hết hồn, tưởng ngồi kế Đông Nhi không à? Hả? Nhìn trẻ quá chị ơi, em nói thiệt luôn á, chị quá trẻ luôn. Không bắt biết kịp lý do gì sao mà chị trẻ mãi vậy hả? Bắt kịp trend á. Trend hả? Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Trời ơi, ra một y chang luôn nè. Dạ, xin chào Quốc Thuận và chị Hồng Vân và chào thưa khán giả. Em tên là Bùi Quốc Thắng, năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang làm IT và marketing. Em sinh ra Bình Dương và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Thanh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý và em đến từ Long An và đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi gặp nhau ở Sài Gòn rồi yêu nhau, rồi cưới nhau đúng không? Tụi em học chung năm cấp 3 ạ. Học chung ở đâu? Dạ, ở thành phố ạ. Dạ, lúc cấp 3 là tụi em học hai lớp là học gần nhau. Thì bạn này là bạn thân của bạn trai cũ của em. Còn em là chuyên gia đi cua bạn gái cho bạn này. Cái thời lúc 10 là em đã thích bạn này chưa? Lúc đó chồng em rất là đẹp trai, trắng. Và nhìn giống như là mấy cái bạn sói ca của Hàn Quốc vậy á. Thì lúc đó em đang ngồi học vậy, em ngước lên bạn từ trên bảng, bạn đi xuống. Sau em nhìn lên, ô sao bạn này đẹp quá vậy. Xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên: ê mày, cái thằng này đẹp trai quá, thằng này mà cua tao là tao chịu liền đúng không mày? Chồng em không lợi cua em nên qua ngày em sao em quên. Thắng lúc đó là đã có bạn gái nào trong trường chưa? Dạ hiện tại lúc đó em chưa có bạn gái à. Lúc đó em đang để ý một bạn dưới quê. Nhưng mà lần đầu gặp vợ em thì em chỉ để ý là sao mà con nhỏ này nó ốm mà tóc ngắn như con trai á. Dạ, mà đầu này còn hói nữa. Trời, nhìn lúc đó thì cũng hơi ngạc nhiên. Xong rồi có mấy bạn ở trong khói rất là thích bạn này, tại vì bạn này rất là đẹp. Sao em còn nói trời mấy đứa này bị điên thẳng sàm chết. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn cua được cho bạn này với bạn đó. Là bạn Thắng này với bạn bạn em là quen nhau. Dạ. Mà là do em đốc thúc đúng không? Dạ. Là do em là bà Mai. Bao lâu thì các em mới bắt đầu coi như có ấn tượng lại và quen nhau? Mà đầu năm 3 đại học thì bạn trai cũ của em là bạn thân của bạn này thì bạn đó về nước. Thì mới hẹn trong nhóm là 4 người đi chơi với nhau. Lúc đó bạn trai cũ về lâu rồi mình mới gặp lại, mình cũng trang điểm này kia nọ rồi mặc đồ đẹp lắm. Xong bạn này mới vừa tới đón em, cái bạn trai cũ điện nói là bây giờ không có xe đi nên không đi được. Xong cái bạn nữ kia mới điện: ê tụi bay đi chưa vậy, tụi bay khỏi lên đi nha, ở đây mưa to lắm. Rồi xong bây giờ chỉ còn hai đứa nên là hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau. Sau đó thì một tuần sau thì tụi em có chuyến là đi Vũng Tàu. Sau chuyến đi Vũng Tàu về thì bạn này bắt đầu là để ý em. Lý do gì mà sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó em để ý vợ em? Tại lúc đó vợ em cũng trang điểm vậy với diện đồ á, nhìn cũng xinh lên. Lúc đó em đang có một vấn đề, vợ em cũng động viên em rồi khuyên nhủ này kia, cảm động trước cái đó. Nên em mới bắt đầu tán tỉnh. Nhưng mà lúc này á, là bạn Thắng này á, vẫn còn cái nét sói ca như cái thời mà cấp 3 em gặp. Dạ lúc đó là bạn nó bị xuống cấp rồi. Xong rồi đi rước em á, còn mặc quần què đi rước em nữa là cái quần jean á. Xong rồi cắt thì người ta dắt sổ, người ta lên like đi, còn không có để cho mấy cái sợi tưa vậy á. Xong rồi đi đón em không dám lên xe luôn. Sao? Là đợt đó em bị té xe. Rồi quần á, coi như chú em cắt mà cắt không hết. Như em thấy quần đó vợ em mua cho em mà đợt đó té xe mà có giờ quần đó mà em không bị chạy chân. Mỗi lần mà đi mua đồ á là phải gây lộn. Thôi anh không cần đâu, anh không cần đâu. Xong phải gây lộn. Mà nói giờ mua không? Không mua hả? Tối nay treo giò luôn, khỏi cho làm gì hết. La làng dậy sớm rồi cái kiểu là chồng mới chịu là quẹo vô mua mà cái mặt thì ục thế này nè. Rồi sau cái đợt mà đi Vũng Tàu đó, rồi đến lúc mà các em quen nhau á là bao lâu? Dạ chắc tầm khoảng 3 tháng. Dạ. Rồi, yêu nhau mấy năm? Yêu các em có màu hồng không? Dạ cũng có biến cố một xíu là quen nhau được một tháng thì tụi em chia tay. Ngày xưa em quen bạn gái cũ thì em có nhắn tin với một bạn nữa, đó cũng người cũ của em luôn, nhắn tin xưng hô cái kiểu ngày xưa vợ chồng đó. Dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì thấy
thì mới kêu em là Giang Sơn dễ lỗi và bản tính khó dời. Rồi xong cái đùng nổi giận là chia tay luôn lúc đó. Em cứ việc lựa đồ tiền bạc cứ để anh lo, xong rồi quan tâm rồi thả thính các kiểu. Xong em nói trời ơi, ủa Thắng, sao lúc này mày đang quen với con kia mà mày đi nhắn con này vậy Thắng? Xong cái chồng em nói thì chuyện qua lâu rồi, nhưng mà anh giờ anh đâu có vậy. Không, nhưng mà tính lăng nhăng này chi nọ vậy là ăn vô máu thì sao, không được. Xong rồi em bỏ. Rồi nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? Dạ khoảng tuần. Một tuần. Sạch lòng quá. Trời ơi, để cái thay đổi bản chất có một tuần lễ là chấp nhận liền. Tại vì em làm cái nào để mà có thể là hàng gắn lại được? Dạ, lúc đó phụ huynh ra tay. Hề thốt, trà lết, quết sảm dữ lắm nè, đúng không? Dạ, cũng đúng á. Mấy bạn em nói em, ừ thôi sao mày xàm quá. Ngày xưa lúc nó còn đi học thì nó vậy thôi. Rồi xong rồi hai đứa quen nhau khóc. Và bạn này cũng hứa hẹn các kiểu. Thì bắt đầu là em nói thôi bây giờ cho cơ hội quen lại. Thì tụi em quen nhau cho tới bây giờ. Rồi bao lâu đám cưới? Dạ, đúng 2 năm là đám cưới. Và lý do gì đám cưới? Em có cái tật là rất là hay bị bệnh, hay bị nhức đầu xong rồi chóng mặt ói. Thì đợt đó là em nằm bệnh viện thì bạn này là nuôi em. Cái bữa thứ ba cái là mẹ em vừa đem cơm vô thì y tá lại nói bệnh nhân Nguyễn Thanh Thanh, người nhà đi mua que thử thai. Mẹ em sợ lắm. Xong là người ta mới giải thích với mẹ á, vô bệnh viện á thì cái lứa tuổi mà giống như là có thể mang thai được thì tất cả mọi người đều phải thử hết. Tại vì sợ là có thai nhưng mà không biết hoặc là giấu á thì ảnh hưởng. Mẹ em sợ mặt mẹ em xanh lét luôn. Tại vì lúc đó là quen nhau là hai người đã dọn về ở mà gần nhà trọ nhau rồi, chỉ cách nhau cái vách thôi. Mẹ em mới cái đi coi thầy. Thầy nói là tháng mấy nữa này có ngày đám cưới, còn không thì 2-3 năm nữa. Xong bạn này điện về cho ba chồng em. Xong rồi ba chồng em mới điện cho mẹ ruột. Thì hai ba mẹ nói chuyện qua lại với nhau trong vòng 1 tiếng 18 phút là chốt deal luôn, tụi em làm đám cưới. Chốt deal luôn. Lúc mà em ký vô tờ đăng ký kết hôn mà em ký xong nó ủa vậy là có chồng rồi hả? Lúc đó em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn. Nhưng mà lúc đó hai bạn là vẫn giữ gìn cho nhau là chưa có vượt rào, chưa có gì phải không? Tụi em là đám cưới xong là khoảng 1 tuần sau mới động phòng. À tức là trước đó là có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không? Dạ. Ủa lý do gì? Ghê quá. Lý do gì? Lộ bản thôi, chất. Để tôi nói luôn hai này. Hai chị em mình lộ bản chất hết trơn trời. Thà để tôi lộ cho. Để mà chị tôi tinh khôi. Rồi vậy đi. Lý do gì sao mà cuối mới 1 tuần sau mới động phòng? Do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo nhưng mà quên cái là cái cửa phòng tụi em á là có cái lỗ. Rồi cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm. Rồi nhà em thì rất là có nhiều bé nhỏ qua chơi lắm. Thì tụi em đang ngủ trưa vậy, em trai kêu anh hai ơi. Xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ vô luôn. Nên là tụi em gì được? Không dám. Xong rồi nói là thôi để đi tuần trăng mật. Thì sáng ngày hôm sau đi thì tối nay bạn này sốt. Rồi xong khỏi làm ăn gì. Xong rồi lên trên lại thành phố, lên lại trên đây. Thì mẹ với lại mấy em ruột của em bên nhà em lên đi chơi đầm sen nên là mọi người xong hết rồi thì mới về thì mới động phòng. Rồi bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? Giờ tụi em lấy nhau được 2 năm. 2 năm mà có em bé chưa? Dạ đang mong mà chưa có. Tụi em lên chương trình để nhờ chị Hồng Vân và anh Quốc Thận chúc cho tụi em có em bé. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sao mà nôn con như vậy? Tại vì mới 25 tuổi mà đâu có cái gì đâu gấp như vậy. Dạ tụi em nôn lắm. Nói chung bạn bè em cũng lấy sớm lắm. Thì hiện giờ là bạn bè em hầu như là có con hết rồi. Con cũng được gần 1 tuổi rồi. Còn hai vợ chồng em từ cưới bây giờ chưa có. Với hai ông bà nữa cũng mong cháu. Mục đích của em lấy chồng sớm là không phải tại vì em mê bạn này quá, mà tại vì em muốn là mốt em đi họp phụ huynh hoặc là em ngồi xui á, em lên hai vợ chồng đẹp. Trời đất ơi, có con sớm là trời làm xui còn đẹp. Trời ơi, em nói Thắng xàm chứ thật ra nãy giờ anh nghe anh thấy được những câu nói và những ý nghĩ của em cực kỳ xàm đế. Trời ơi. Chồng em nói em là đang nằm ngủ bật dậy. Em ơi thôi giờ mình bán nhà đi. Nói ủa làm sao vậy anh? Mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi, bây giờ mê quá rồi. Thấy con người ta thấy thương quá, xong rồi tối ngày nhìn mấy đứa nít rồi nhìn mấy đứa cháu mê mà lắm. Mấy ông đừng áp lực, đừng có gì quá đúng nặng rồi, nề. Đúng rồi, cứ tận hưởng, bây giờ có thời gian đi chơi. Có thời gian thì tận hưởng đi chơi, cứ bên nhau. Đừng áp lực, nó tự động xuất hiện.
Mà rồi lấy nhau rồi có tật xấu gì loài ra không trong 2 năm? Có. Dạ, dạ xấu đều nha. Luôn, hai vợ chồng. Xấu đều luôn hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ xàm đều là tụi chị biết rồi đó, xàm đều là biết rồi đó. Ờ Thắng ơi Thắng. Dạ. Bà xã em có cái tật xấu gì không? Bà xã em phải kể đến tật xấu đầu tiên là hay nhổ tóc. Cứ lâu lâu là cứ bứt. Trời, một buổi tối mà em nghĩ là bứt cũng hơn mấy chục cọng luôn đó. Là em tự nhổ cũng vậy hả? Dạ, nó là thói quen của em. Đã bỏ ngay đó. Bỏ ngay cái thói quen đó để đến một ngày nào đó mà mấy người mà lớn chút xíu là mấy người thấy cảnh đó. Đơn giản đâu, xin nhưng... lấy đi. Nhổ. Ôi ơi. Dạ. Thôi con đi nè. Dạ, với lại ngủ nướng anh, tầm 7 giờ em kêu vợ ơi dậy cho mình đi làm, thôi anh ơi cho em 5 phút nữa đi. Cái 5 phút tiếp theo em kêu thôi dậy đi em. Ủa anh không tin để em ngủ hả, em làm việc mệt mỏi này kia đó. Ủa tây cần dậy làm dậy luôn. Xong em dậy nói trời ơi sao nãy giờ anh không kêu em dậy, anh để ngày nào cũng đi làm trễ rồi bị trừ lương này kia nọ. Xong rồi cứ ngày nào cũng như ngày nấy. Thích ngủ nướng rồi. Dạ. Với lại hay nổi nóng anh. Mỗi khi đói nè hoặc là đang làm một công việc gì đó mà nó chưa hoàn thành á, đè em ra là cằn nhằn này kia rồi sao. Đổ lên hết. Đúng rồi. Và em lại được hay quên nữa anh. Tầm nửa tiếng, tiếng sau cái quên. Rồi sau đó tự nhiên nhớ lại kêu ủa tao mày đang giận nhau mà sao tự nhiên tao hoảng mày chi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Có rồi bây giờ chuyển nhượng qua tới bên này. Rất là hay hẹn. Ngày nào cũng anh ơi làm giùm em này. Ngày mai nha em. Sau ngày mai anh ơi làm này. Ngày mai nữa nha em. Nói chung là ngày mai hoài. Tới lúc mà em phải giận lên thì chồng em mới chịu làm. Còn tật xấu gì nữa không? Chồng em mê game lắm. Lúc mà chồng em sinh viên là ngồi chơi game cầm cái nhíp nhổ râu vậy nè. Lúc nào cũng vậy, hình tượng đó là hình tượng quen thuộc luôn. À, hai vợ chồng thường xuyên kêu mày tao lắm hả? Đúng không? Dạ, dạ đúng tại rồi. Vì tụi em là bạn với nhau từ xưa giờ nên là nó quen rồi. Nên là thường kêu mày tao. Ví dụ như lúc mà yêu thương nhau thì anh ơi, xong chồng em là em yêu, xong tới lúc giận nhau là mày nha, mày sao? Rồi giờ mày muốn gì là hai vợ chồng em cứ vậy xong rồi thôi. Rồi mỗi xong... tối mỗi lần mà cái lúc đó là có kêu sao? Thắng người thắng. Chồng em kêu là Thanh ơi Thanh. Vậy thôi xong rồi tự hiểu với nhau thôi. Tức là hai vợ chồng này có nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc cái vụ đó thì kêu tên. Lúc mà giận thì mày tao. Mà lúc bình thường thì là anh em. Dạ. Hay chứ bộ. Hay là rồi bây giờ mong muốn Thắng thay đổi điều gì? Chồng em thì em thấy là rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ em chỉ muốn anh là sửa soạn cho mình hơn xíu. Chứ để mọi người nhìn vô nói là vợ mày không sửa soạn cho mày gì hết. Và có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn. Tại vì từ lúc mà quen em cho tới bây giờ đó là hầu như là ông xã em là chỉ biết có em thôi. Hai vợ chồng lúc nào cũng đi chung, đi làm cũng làm chung. Thế còn Thắng thì sao? Thắng muốn Thanh thay đổi điều gì? Em muốn vợ em là bớt nhổ tóc lại. Với lại là bớt nóng tính. Chứ mỗi lần mà đói rồi cái gì là cứ đổ hết lỗi cho chồng mà không có đúng. Dễ thương. Cưới như vậy nghe. Nhưng mà khi mà có con rồi là hạn chế. Đừng bao giờ xưng mày tao trước mặt đó. Hai đứa vừa nói cái chuyện mong muốn thay đổi đó. Thì là cái vụ nhổ tóc là tuyệt đối đi. Bỏ đi. Hiểu không? Còn em á open ra một chút. Nhiều khi nó cũng có gọi là hỗ trợ cho cái việc mà con cái luôn đó. Thiệt đó. Đó. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho bà mụ. À quên, ông mụ. Thuận. Thật ra là nó phải trước tiên như nãy anh nói đó là phải thoải mái. Thoải mái tận hưởng. Tận hưởng cái thời gian, cái không gian riêng của hai đứa. Anh chúc cho hai em công việc luôn luôn thuận lợi, luôn luôn vui vẻ nha. Và hiểu nhau trong tất cả mọi công việc, trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và đặc biệt là đầu năm sau bác sĩ báo tin vui. Cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến gia đình yêu thương. Ôi trọn năm luôn á. Cảm ơn hai đứa. Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Rồi lúc đó là em nghe lời suối của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chỉ đi nhậu á. Rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ đầu tiên em
Xin được giới thiệu, em là Lài Chanh Chánh, đến từ Đắk Nông. Công việc của hiện tại của em là sư phụ lậu. Hả? Em là người Hoa. Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á, thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó, giống như là những cái tục lễ mà mình ma chay cưới hỏi hay là những cái lễ hội của người Hoa đó. Rồi, gọi là phổ biến những cái tục lệ, đúng không? Những lưu truyền lại dạ. Của từ ông bà lại. Dạ, dạ. Còn em? Dạ, em xin chào mọi người. Xin chào MC Hồng Vân và Quốc Thịnh. Em tên là Ngô Kim Cúc và năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đắk Nông ạ. Em cũng là người Việt gốc Hoa. Cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào? 5 năm về trước rồi, là em đi xuống nhà bạn của em chơi. Vô tình là gặp được vợ em, cũng là ngày xưa là cái bằng bé Cúc thôi. Dạ, lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á, thấy cũng lạ lạ, cũng ấn tượng. Một thời gian sau, cũng khá lâu á, em vô nhà cô của Cúc chơi. Không ngờ được là Cúc lại là cháu của bạn mình. Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ. Cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì? Dạ, ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích. Yeah. Là nói chung yeah. Là ấn tượng tốt, đẹp đúng không? Dạ. Yeah. Cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm mười mấy người á. Anh muốn uống bia hết cho cả nhà uống luôn. Ta gọi là ga lăng sao gọi là dạy gái. Vô nhà cô thì gặp thì lúc đầu là anh này cũng chưa có nhớ ra em đâu. Xong là lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng, một cái là cưới thôi chứ không có yêu đương. Rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có này kia nọ không? Dạ không, chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có. Tại sao lại cưới như vậy ta? Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái ảnh. Ảnh là hồi xưa là anh có quen một chị, anh với chị đó rất là thương nhau, nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó sao á, với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở trên Đắk Nông nữa, nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á, xong cái ba mẹ anh xúi anh cưới em. Rồi lúc đó là em nghe lời xúi của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á, tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi, nó kỳ kỳ á. Nó có cái sự gì khác cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu nhạc không? Cũng khác dữ lắm, cũng hơi bất ngờ. Thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối. Không, anh không có bối rối đâu chị. Anh không bối rối hả? Không hề bối rối. Tại vì á, trước đêm tân hôn là anh đã dụ em rồi, làm sao mà bối rối được. Lúc đó là em đi làm ở gần nhà anh á, nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó mười mấy cây lận. Dụ em dọn xuống nhà anh ở mà trong khi chưa có cưới hỏi gì hết. Em kêu không, mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi, em xuống nhà em anh ngủ đi chứ về nhà chi xa xôi. Ý là dụ xong rồi thì cũng xuống cũng cho ngủ phòng riêng đồ. Cái có một đêm em sợ ma quá, cái anh sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh. Gọi cho anh xuống ngủ cùng. Rồi tụi em có suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha? Nó có cái sự cố gì trước khi cưới không? Dạ cũng có. Có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh ra Tết là sẽ xin phép mẹ của em, thì mẹ đồng ý. Tự nhiên cái sáng sau anh đuổi, anh kêu là em ơi, anh không có tốt giống như em nghĩ đâu. Cái em cũng đang nghi, tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm. Hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở Bình Dương. Rồi anh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới, nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Đó là em giận lắm, không có cưới hỏi gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó, nên là em không có đồng ý. Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em, xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện. Thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau. Em nghĩ là thôi, dù gì thì mình cũng không có thương thôi, cưới đại đi. Người ta sao kệ, quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi. Nó có hai lần. Hai sự lần. Sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất. Một lần nữa là trước ngày cưới, tầm 1.5 tháng. À. Là lúc đó là cận Tết luôn. Chuyện gì nữa? Ý là nếu mà ra Tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng. Thì anh quyết định là mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch Đà Nẵng rồi. Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu. Cái chị mà chưa có chấm dứt đó. Dạ anh đúng. Hứa đúng. Là lần một chấm dứt rồi lần hai là vẫn đi du lịch. Ông sư phụ lão này dễ sợ quá đó, ông giải thích đi ông. Tại vì cái vé, cái chuyến đi Đà Nẵng đó là đặt trước mấy tháng rồi, là hứa là sẽ đi rồi. Vé hủy được mà. Xong cái hủy luôn. Hả? Xong cái hủy. Có hủy không? Hủy rồi. Rồi cuối cùng mà có đi Đà Nẵng không? Phát hiện dạ, ra không? Rồi mới hủy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được?
Giống như linh cảm vậy, mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm. Mới là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ sờ. Xong rồi em giục điện thoại cái vạch đó, em đi về một mặt luôn là ông biết chuyện gì xảy ra. Cứ điện thoại liên lạc cho em hoài, cái em chặn luôn. Anh gọi điện không được, cái anh mới nhờ má gọi điện. Mà chị hỏi là lúc đó là em yêu anh rồi chưa? Dạ chưa. Chưa có yêu mắc mới gì ghen? Hả? Ghen chứ. Cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á. Lúc nào mới yêu nè? Cưới về khoảng một thời gian là một tháng mấy hai tháng là mới bắt đầu yêu á. Lúc đó em đã yêu cô bạn này chưa? Dạ chưa. Chưa yêu mà dụ. Gan tay trời luôn à. Lạc bạn là đó, có cái tình bạn 5 năm rồi, bây giờ cái đêm tân hôn á nó vui không? Cái dạ. Lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả thiên hạ. Cũng hơi gì lúc đó thì cũng hồi hộp. Cái em tắt đèn mất tiêu rồi, em cũng cảm giác nó lạ. Lạ đúng không? Nó khó tả. Thế còn Trúc thì sao? Không, không có dám nhìn, tắt đèn. Nhưng mà thích không? Khó. Biết sao mà chị hỏi không? Là tại vì nè, hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn. Là sau khi có cái chuyện kia đúng không? Thành ra là thuộc là đây là một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau, cần nhau. Đó, nó có nhiều dạng lắm em. Mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha. Yêu 5-6 năm yêu thì yêu, đụng vô nhau một cái bỏ luôn. Bỏ luôn. Đó là vậy. Hai bạn á, là xuất phát từ tình bạn, cũng không yêu thương. Vậy thì sau hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau. Thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu. Vậy thì có những cái biến cố gì sau hôn nhân không? Xong rồi khi đám cưới á, thì tụi em có mở một cái tiệm điện thoại, thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết. Thì mở được khoảng tầm 2-3 tháng á, là nó xảy ra một vài cái trục trặc. Tiệm của em nó bị suy sụp. Khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ nhiều, dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng đó. Vậy như kiểu là bây giờ cái số tiền nó so với người khác thì nó không lớn, nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn. Tại vì em mới 2-3 tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều. Kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn. Em chỉ có thu mình lại thôi. Cứ sáng là em dậy, em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vào phòng, em nằm. Ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng trả lời hết đó, trừ ba mẹ em với chồng em thôi. Còn cứ tới tối là ra, cứ vô phòng vậy, giống như con ốc sên vậy á. Ảnh đi lo hết tất cả mọi việc, từ việc giải quyết cửa hàng, thanh lý hàng hóa, thanh lý tủ, rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết. Cái thời gian đó trong bao lâu? Khoảng tầm một tháng. Lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và động viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái trầm cảm đó chính là chồng em, đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ, đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Cái đó là biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm, suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Tới giờ là được 1 năm 4 tháng. Đã có tin vui gì chưa? Dạ chưa. Thì sau khi về ở chung, anh ấy có tật xấu gì không? Trời, nhiều lắm anh. Anh này anh nhậu dữ lắm. Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là ủa anh uống dữ vậy, về mai mốt có uống không? Không, em yên tâm đi, anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em, sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi, anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Anh có một cái tật vô tâm lắm. Em nhớ là có một cái lần, tại vì lúc sinh nhật ảnh là điện thoại của ảnh bị hư nên là em quyết định em mua điện thoại cho ảnh. Thì em mua trước là cũng được 4-5 ngày á, xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho ảnh thôi. Nhưng mà cái tối hôm trước cái hôm sinh nhật á là ảnh với ba cãi nhau. Ảnh buồn lắm. Ra dắt cái xe mở xe đổ xong ông đừng ông khóc ngon lành giống nít vậy á. Cái em mới thấy không ơi tội quá. Cái em nghĩ là em làm cái gì đó cho ảnh vui. Tại vì gấp quá em không có mua được gì hết, em mua bong bóng với lại nến với lại bánh choco pie rồi đó. Em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á. Xong em xếp cái bóng, cái bóc cái bánh choco pie ra, em xếp thành cái bánh sinh nhật, em cắm nến lên. Xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xịn quá, cái ảnh ngủ rồi. Tới 12 giờ em đốt nến, đốt đồ vô, xong rồi em chạy qua phòng ảnh, em kêu là anh trời ơi phòng có con rắn kìa, anh chạy qua anh coi đi. Không, ngủ. Nằm ngủ, lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết. Bất tỉnh luôn à? Không phải, anh dậy. Nhưng mà giống như kiểu là anh đang buồn trong người á. Nên là anh chỉ suy nghĩ là bây giờ anh buồn thôi. Anh không cần biết em nói là anh
anh qua đây đi, em có cái bông hồng này cho anh. Cũng không vậy luôn, nằm yên vậy. Trời ơi, xong rồi cái em về phòng em, em ngồi im trong phòng, nến đồ bóng bay đồ, em để im như vậy luôn. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Cái tật ông rất là thích con nít. Lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á, nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra. Em kêu wow wow, hôm nay có bầu rồi hả? Em có một sợ một cái bài báo ở trên mạng á, viết là nếu mà mình hút thuốc với lại uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á. Anh trời, anh đọc xong anh sợ lắm. Anh sợ xong cái anh bỏ thuốc. Anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á, cái anh hút lại. Vậy là không có kiên trì. Thích con nít mà thích hút thuốc, thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. À, giờ em có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu chứ. Lười biếng nè. Làm biếng là không chịu làm việc nhà đó đúng không? Dạ, nhiều khi bắt em làm việc nhà nữa cơ. Rồi nấu ăn được không? Nấu ăn dở lắm. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Nấu chính vẫn là em, mà lại hay quên. Có lần đi vô rạy phụ mẹ, xong cái tháo cái nhẫn cưới ra, cái để trên cái điện thoại, lát mấy đứa em nó phá, nó làm mất tiêu. Mất luôn cái nhẫn cưới. Xong cái vô tình em lại lụm được. Cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá. Nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn. Tại vì em quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à. Còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều. La nhiều là bị nghiệp báo, ảnh không có tin. Cái anh đi ăn sáng xong cái anh để quên cái điện thoại đó luôn. Mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi à. Còn cái việc nhà là em nhộn được có đúng một lần. Nhờ là... em khui thì mới phát hiện ra thêm dạ. Có cái tật xấu là đổ thừa. Dạ đúng rồi, à, đúng à. Rồi bây giờ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Chị mong muốn là chồng em bớt vô tâm hơn, với lại thay đổi cái cách suy nghĩ á. Ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia cái nọ á, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu. Nói chung là bớt mọi thứ đi, bớt vô tâm lại. Có bớt thương vợ luôn không? Còn cách thì sao? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn, biết nghe lời chồng là tốt rồi. Em thì rất là nghe lời ảnh. Có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái lý ý của ảnh. Là ví dụ như anh muốn bà. Em anh muốn em rửa chén em sẽ đi quét nhà. Đó vậy mà kiểu nghe lời gì bà. Ý là lúc mà cãi hả? Nhau à, lúc cãi làm nhau sai cái đó lại. Là còn con nít đó. Hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè, chưa có chịu bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau. Bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó đúng không nè? Yeah. Thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự. Cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi. Đừng có bây giờ đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi, mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau, đang yêu nhau. Đó, để các bạn cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm. Muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau đó ha. Dạ. Thì em bé sẽ xuất hiện nghe. Dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Chạy xe đạp chở vợ, vợ rất là hiếu động, ngồi sau xe thì đung đưa cởi em như cởi ngựa rồi đùa, và em rất là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng, em chưa bao giờ ghét ai, em ghét là em không tiếp xúc với món ngược người đó nữa. Thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn. Cưới bà luôn cho rồi đi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà. Em mới nói là mày bị điên hả? Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy giữ nguyên những tràng pháo tay như thế này để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Lý Lâm Phong, em sinh năm 92, hiện tại em đang làm kinh doanh. Thôi mời em. Dạ em là Trần Bích Huyền, năm nay em 27 tuổi, em là thiết kế. Thiết kế nhưng mà bên lĩnh vực nào em? Dạ em là thiết kế nội thất hoặc là đồ họa. Nghĩ hả? Nhưng mà hiện giờ thì em làm giáo viên dạy mẹ. À, cũng được, cũng dính à. Rồi, hai em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu của các em bắt đầu như thế nào? Dạ thì trước tiên thì em phải kể từ lúc mà em học cấp 2 thì ấn tượng đầu tiên về vợ em là đi chơi chung nhau thì em hay đi chạy xe đạp chở vợ, vợ rất là hiếu động. Ngồi sau xe thì đung đưa cởi em như cởi ngựa rồi đùa. Và em rất là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng. Còn ảnh thì như thế nào em?
Dạ là lớp 8 là em gặp chồng em, học chung lớp bồi dưỡng tinh học á. Ổng đi vô em nhìn em thấy bực mình, thấy ghét lắm. Tại vì ghét cũng nhoi chứ không phải là bình thường như người ta. À cũng tăng động như cũng nhoi vậy đó. Cũng... Rồi xong mà đi học mà đội nón, mà trong lớp mà đội nón ngầu lắm. Em chưa bao giờ ghét ai, em ghét là em không tiếp xúc với mấy người đó nữa. Thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Mà trước đó là chưa, mà các chưa bạn hề có dấu không hiệu có gì một hết. Cái lời nguyền gì dạ. cho nhau đúng không? Thì cũng có anh, tại vì đến em chơi thân đến một thời điểm thì bắt đầu em cũng trải qua rất nhiều vấp ngã rồi công việc cuộc sống rồi thì bắt đầu em thân thiết với vợ, tiếp xúc với vợ em nhiều hơn. Thì lúc đó em với vợ có hứa với nhau là nếu 30 hai đứa mình ế nhau quá thì hai mình cưới nhau. Cho dù 30 lần á. Dạ. Mà chưa tới 30 nữa, 25 nữa là hốt luôn rồi. Chắc chắn là hai em là phải có một khoảng thời gian chia sẻ với nhau rồi nói chuyện với nhau thật nhiều rồi mới bắt đầu mới có tình cảm với nhau đúng không nào? Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Chơi nhau một thời gian dài cái tự nhiên cái đang ngồi ăn hủ tiếu gõ hai đứa, cái tự nhiên ổng đang ăn cái ổng giục đổ xuống luôn bàn, ổng nói mệt quá à. Cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn, phải cưới bà luôn cho rồi đi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà em mới nói là mày bị điên hả. Cái là coi như là chắc là tỏ tình thất bại, là tỏ tình bên tô hủ tiếu. Trời đất ơi, em tỏ tình lãng nhách gì luôn á hả? Mà thật sự là lúc đó là em đã có cảm tình với dạ lúc chưa? Đó là em đã bắt đầu thích vợ em rồi. Chồng em á lại đi nói với cô bạn thân khác trong nhóm luôn á là anh sẽ đi hẹn hò với crush. Cái xong tụi chị em nghe xong cái tụi em thấy sức kỳ kiểu em ghen á. Cái xong em hơi ghen rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em tức quá cái em mới nói với bạn em là thôi cái hôm mà chồng em đi chơi với lại crush á thì em với bạn em đi ăn, cái ai nhà gặp ông này với lại một người bạn khác trong nhóm tự nhiên đi lại quán ngồi ăn chung vậy, cái hỏi ra mới nói là đâu đi với ai đâu. Là crush này nè. Đúng không? Dạ. Càng ngày em càng biết là em mới xác định rõ là em rất là muốn quen vợ em và xác định rõ là sẽ cưới vợ em. Thì em mới cố lấy một đêm gần 3 giờ sáng nhắn tin cho vợ. Nhắn sao? Thôi mệt quá quen anh đi. Trời đất ơi. Trời ơi tỏ tình. Lần đầu tiên là quăng đũa, lần thứ hai là nói thẳng vô mặt luôn. Thôi mệt quá quen em đi em. Sao em? Tại em mới nói không? Thôi mệt quá, tôi đồng ý đó. Em suy nghĩ, nhưng mà em sợ cái nhóm bạn em á. Tại vì tụi nó nói là từ nhỏ đến lớn là chơi trong nhóm không có được thích nhau nha, không có được quen nhau trong nhóm. Tại vì quen rồi lỡ chia tay rồi mất tình bạn. Ai nhà đâu là hả? Em suy nghĩ hồi thôi kệ đi. Bây giờ mình quen 4 tháng mà mình vẫn còn quen tiếp được á, thì mình sẽ công bố với tụi nó. Cái ai về đâu quen có 1 tháng 2 tháng nè. Thôi được rồi. Được rồi đó, có tụi nó luôn đi, chắc chắn là mình sẽ cưới nhau. Rồi còn cái nụ hôn đầu đời của đó, hai đó, đứa đó, đó. Nó xảy ra trong hoàn cảnh nào và lúc nào? Đi chơi hẹn hò nhau là ôm lại kỷ niệm thời lúc mà mình còn con nít á. Là đi vô Đầm Sen chơi, thì chơi lúc đó em mới chào nụ hôn đầu với vợ. Mà ở đó có một cái ấn tượng là hai vợ chồng đi chơi với nhau vui vẻ rồi hôn nhau á. Thì vợ em lúc đó đang có niềng, thì có cái mắt cài. Thì em thì không có kinh nghiệm, mối tình đầu em cũng chưa hôn qua cô ấy. Và cuối cùng em hôn vợ mà em nhiệt liệt quá, sướt môi mà kể cả vợ em cũng không biết đến. Trời ơi, dướng niền đó, dướng dạ. niền. Sướt. Chà, cái nụ hôn mà có niền răng nó lạ. Sao cái nụ hôn đó rồi, có đi đâu nữa không? Dạ thì thường vợ chồng em thì thích xem phim và coi kịch, đi ăn uống gần gần. Mà vợ chồng em thì không có thích đi nhà hàng này nọ thứ. Em không hiểu đi rồi. Không phải, sao em không hiểu yên rồi. Cái cấp độ á, giống như ăn mì cay mà bảy cấp độ đó. Qua ranh giới hay không thì cái đó. Cái nụ hôn đó là cái mới cấp độ 5 thôi. Còn cái cấp độ 7 có đi không? Dạ không chị ơi. Tại vì cảm giác quen bạn thân á, mà chơi lâu á, đó giống như là anh em trong nhà vậy. Cái cảm giác nó rất là chậm mà tụi em hay kiểu là vui quá. Nhưng nít vậy đó, không có quan tâm nhiều với chị. Nhưng mà ổng có khi nào mà ổng gợi ý không? Dạ không, cũng có cơ hội để làm chuyện đó đâu. Tại vì là tụi em đâu có đi chơi xa đâu. Có nghĩa là tụi em giữ cho nhau đến đêm tân hôn. Bao lâu, tụi em yêu với nhau bao lâu thì mới cưới? Ừ, tức là dạ, tụi em 2 năm. Từ khi biết nhau từ cấp 2 cho tới lúc mà tụi em cưới là bao nhiêu năm? Chắc bây giờ là 13, 14 năm. Và trong 2 năm đó là giữ trong sáng. Dạ đúng rồi. Cái đêm đó nó đặc biệt không em? Sao không? Cái đêm đó tụi em ngủ mệt quá. Suốt mấy 2 năm trời chờ đợi một cái đêm đó, còn em thì sao? Em với vợ cùng mệt quá, lăn nhau ra, ôm nhau ngủ. Đi vô nghĩa quá. Cái nãy đi tuần trăng mật á là tụi em ngủ suốt chuyến đi luôn. Tới giữa tuần trăng mật là ngày thứ 3, tuần trăng mật bắt đầu mới là đêm tân hôn. Mà nó cũng tào lao lắm chị. Tào lao lắm hả? Tào lao sao vậy? Tại vì cả hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm ấy, thì cứ quờ quạng nhau mà
sao quẩn nhau dạ. Vậy hả? Chị cảm thấy như vậy nè, vì hai bạn này á là kiểu như chơi nhau thân quá, thân mà thân giống như trong nhà rồi. Ừ. Thành ra bây giờ tự nhiên là dính vô cái chuyện đó, tới là nhiều khi nó cũng cần thiết luôn á, đúng không? Một năm đầu á là tụi em kiểu như là giỡn mặt lắm, kiểu thôi cũng được, khó cũng được, cũng có cũng sao. Ừ. Với cho tới khi mà sau năm thứ hai là bắt đầu muốn có con, bắt đầu nghiêm túc. À, ừ. À đến gặp bác sĩ. Dạ đúng rồi, tại vì tụi em thả cũng mấy tháng mà sao chưa có, cũng sợ bác sĩ khám thì đi từ đông sang tây luôn, mà mọi người đi siêu âm đi làm các kiểu, mọi người đó bình thường không có gì hết. Cái xong mới hỏi bác sĩ, ủa vậy giờ tụi con có khó có con không? Cái bác sĩ mới nói là không, tụi bay dễ có con lắm, tại tụi bay thôi. Mà tại sao thì là anh hiểu rồi. Sao em? Tại sao? Tại vì kinh nghiệm không có. Và bác sĩ có dạy luôn không? Dạ, thì bác sĩ có chỉ một số cách để mình dễ có hơn. Rồi sau khi mà được bác sĩ tư vấn, rồi cái tần suất nó đều đặn hơn, thì tụi em có thấy là cái việc mà về quan hệ, về tình dục đó, nó có cần thiết với tụi em chưa? Hay là nó vẫn như những hồi năm rồi, là có không được, không có cũng được? Cũng vậy hả? Cũng vậy. Cũng vậy rồi hả? Vậy luôn hả? Chắc là chưa đúng bài. Dạ sao á? Rồi bây giờ nè, bạn với nhau mười mấy năm, rồi yêu nhau là 2 năm, rồi cưới nhau được 5-10 tháng. Đó, ở với nhau một cái khoảng thời gian quá dài như vậy, vậy thì có phát hiện tật xấu của nhau không? Dạ nhiều lắm. Hồi lúc mà chơi thân á là ổng là cái người hay cãi với em thôi, nhưng thật ra là vẫn ít nói, ít mà quan tâm tới những cái sự kiện mà tham gia vô cái cuộc nói chuyện chung. Nhưng mà về nhà là nói rất nhiều, nói từ A tới Z luôn. Xong rồi ăn cơm là món này mặn quá, món kia lạt quá. Xong rồi là tật xấu của em, mấy đứa em là cứ kể ra, cứ nói là mày không được như vậy nha. Rồi đồ đạc á là cứ có bao nhiêu đồ mặc trong người á là tối về thay đồ á là thả hết trong phòng. Nói nhiều nè, bừa bộn nè, đúng không? Đó. Bừa bộn nè. Rồi gì nữa? Sau rồi khó ăn uống lắm, mà ăn đồ mà phải khoa học, phải ăn đồ luộc, đồ hấp, không ăn vặt. Rồi giờ tới em đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ tật xấu của vợ em thì là cứ hay quên lắm anh. Ví dụ là ngày hôm sau mình đi ăn tiệc, dự tiệc, thì tối hôm đó em đã báo giờ giấc rồi, sáng hôm sau hỏi 1 lần, chưa hỏi 2-3 lần, tối hỏi thêm vài lần, chuẩn bị đi trước khi đi còn nửa tiếng hỏi thêm 1 lần nữa, cứ hay quên vụng về. Lúc trước khi cưới thì em hay qua nhà vợ làm đồ ăn sáng cho em ăn, thì làm rất là đẹp, rất là ngon, mà không hiểu sao từ ngày cưới về á lúc nào cũng làm thất bại. Ồ, vậy là hồi đó là nhờ má làm hả hay sao? Dạ trực tiếp em nhìn luôn á vậy. Ồ vậy hả? Dạ. Bây giờ cưới nhau về thì cũng những cái món đó thôi, nhưng mà không, mà thất là bại không, làm thất bại. Ủa lạ vậy, có tiểu xảo gì không em? Không có luôn chị, tự nhiên em chiên trứng bể hoài. Ồ vậy đó hả? Rồi còn tật xấu gì nữa? Dạ đi chơi với em chồng á thì nói với em là em đi tầm nửa tiếng em về với anh liền, à anh nhà đợi em tí nha. Đi đến 11 giờ em không gọi là không về luôn, đi chơi quên giờ giấc, ham chơi. Rồi cái nguồn kinh tế trong gia đình ai là người nắm giữ? À, người quản lý chi tiêu là em, mà vợ em thì bây giờ đang học cao học, thì những hôm đi học á thì em người quản lý chi tiêu em hay hỏi vợ em, vợ ơi em còn tiền không để anh cho em tiêu xài, thì vợ em còn nhiều tiền lắm anh, mà em cứ rất là lâu rồi em vẫn chưa cho thêm, mà vợ em vẫn còn, thì em nghi ngờ thì mới mở cái bóp ra, chỉ còn 15.000 mà toàn 1-2.000. Trời ơi. Rồi tiền em tiêu xài sao? Thì em cứ thấy vợ hết thì em cứ lén bỏ vào, rồi cứ vậy cứ tối và em cứ mở bóp vợ để bỏ tiền vào. Má không quan tâm luôn. Và em cứ nghĩ là ủa còn tiền nhiều lắm anh ơi, còn nhiều tiền nhiều lắm. Có ông bụt xuất hiện cho tiền á, thật sự là em không hề biết luôn, em không quan tâm luôn hả? Vậy đúng rồi, em không để ý luôn á, tại vì em không có người, em là người không có quản lý được mấy con số, em ghét số, em đừng kêu em tính tiền gì hết trơn, em không thể đếm tiền được luôn. Xong rồi lúc nào cũng thấy có tiền, cứ nghĩ là chắc mình không xài sướng mà. Thôi kệ vậy đi, ông chồng giống như ông bụt vậy. Rồi còn gì nữa không, có ghen không? Dạ giờ em rất là ghen, chỉ cần em chạy xe á là em liếc nhìn đường á thì cứ sẹt cô gái đi ngang qua, thì vợ em cứ nhìn nó, anh nhìn gái hả? Thì em phải giải thích. Và vợ em thì người thẳng thắn á, mà giống như là bạn bè mà đối xử tệ với cô ấy á, thì vợ em hay nhớ là kể là từ A đến Z không sai một dấu, không sai một chữ, không sai bất cứ cái gì, kể 100 lần là như một. À, mà kể đi kể lại. Dạ. Cứ nhắc tới chuyện đó là em sẽ như bấm nút vậy, là play một cái là nó đi chen vậy. Dạ đó là để bụng đó chị. Rồi có mong muốn thay đổi gì không? Em có mong muốn thay đổi, vợ em thay đổi điều gì? Hiện tại thì em chỉ mong muốn vợ em bớt ham chơi, nghiêm túc hơn. Nghiêm túc hơn chống gì? À,
nghiêm túc hơn với em á, bớt nhây nhua với cả hai vợ chồng mình quá nhây nhua á. Lầy á hả? Dạ. Giờ em mà lầy là em lầy theo luôn. Rồi còn em thì em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em thì ông xã em đối với em thì cũng không có gì để phải thay đổi hết. Nhưng mà riêng về cái mảng sau này mới biết là cái cách đối với mấy đứa em hay càm ràm á, thì em mong là chồng em bớt càm ràm mấy đứa em lại. Vậy thôi. Còn bây giờ chị hỏi nè, trong cái chuyện vợ chồng của tụi em là bây giờ tụi em đã nghiêm túc chưa? Dạ. Hay là vẫn còn nhây nhưa, vẫn còn lầy? Dạ nghiêm túc rồi chị. Dạ, nghiêm túc rồi. Và vợ chồng em vẫn thích chuyện đó nhưng mà nó không phải là cái chuyện quá quan trọng với tụi em. Vì sao mà tụi em cái cảm xúc tình dục tụi em không có nhiều? Bởi vì tụi em quen nhau lâu quá rồi. Thành ra là những cái xúc động, những cái rung động mà về cái cảm giác về tình dục nó bị giảm đi so với cái mà người ta mới gặp nhau. Bởi vì cái gì cũng vậy, mới mà. Mới thì nó sẽ tạo ra nhiều những cái xúc cảm khác nhau. Nhưng chị nghĩ rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng tụi em phải tìm cách nào đó là mình tạo ra cái xúc cảm đó, để mà cái việc đó nó đi đến cái kết quả mà mình đang muốn, đó là đứa nhỏ. Hiểu không? Tận hưởng. Mình tận hưởng cái chuyện đó thì em bé sẽ đến rất là nhanh. Ừ. Cảm ơn chị Hồng Nhung. Rồi nhân đây thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em mọi thứ sẽ trở nên hòa hợp hơn, và đặc biệt là năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Nghe. Cảm ơn Quốc Thuận. Rồi xin chào hai em. Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết, hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là gái không. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa. Chứ thôi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Làm bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi, ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được? Em chỉ biết xấu hổ. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thành Trung, em đến từ thành phố Tây Ninh. Hôm nay em 26 tuổi ạ. Em làm việc ở Vinhome Central Park. Nghề nghiệp của em là quản lý thể thao. Thế còn em? Em tên là Thủy Tiên, em đến từ Phú Yên nhưng mà làm việc ở Sài Gòn. Hiện em đang làm công việc thư ký công trình. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em gặp nhau là cách đây 6 năm. Em quen anh của vợ em trước. Hai anh em là sống chung cái dãy phòng trọ với nhau. Xong là khoảng 1 năm sau là vợ em mới bỏ dưới quyên vào đi học. Mới tình cờ là ở chung xóm trọ luôn. Mà lúc đầu em gặp là vợ em còn ốm hơn bây giờ nữa, mà đen đen lắm. Nhưng đen có cái nét dễ thương. Lúc đó em nhìn liếc liếc hoài à. Liếc liếc hoài. Thế còn em nhìn ảnh, em có liếc liếc ảnh không? Dạ hồi đó là em mới vào Sài Gòn còn bỡ ngỡ lắm. Lúc đó nhiêu tuổi? 18 tuổi. Trời ơi 18 tuổi. Tuổi đẹp lắm. Dạ lúc đó thì em cũng chảnh lắm, không thèm nhìn lại anh này đâu, chảnh không lắm để ý luôn. Rồi thì bao lâu thì hai đứa mới hẹn hò nhau? Tại vì cái phòng của anh của vợ em lúc đó là phòng tới 3 người con trai lận. Mà phòng em là có mình em ở với chị em thôi. Mà phòng em lại có gác lửng, nên anh của vợ em á mới gửi vợ em ở chung với chị em ở trên gác á. Mà em ở dưới đất chứ không có gì hết nha. Cũng có hỏi gì đâu mà nó không có gì đâu, đúng không nào? Dạ. Bây giờ có gì đâu sao ai biết được. Đúng rồi. Anh của em á là muốn né hai cái người kia. Dạ. Gửi qua cái người này ai về dính người nào thì kêu. Người tính không bằng trời. Mà tính. Lúc đó trong xóm trọ em á là tới 2-3 người đi vợ em lận. Mà em là em may mắn hơn là em ở chung phòng. Nhất cự ly nhì tốc độ mà ưu tiên hơn. Nhưng mà cái khoảng thời gian ở trong nhà đó, rồi mỗi lần mà leo lên lầu á rồi hai đứa có thường xuyên vai chạm nhau rồi nói không gặp nhau ở trong nhà thì gặp nhau thôi chứ làm gì cọ sát rồi cái gì không gì nói ánh mắt va chạm nhau, ánh mắt va chạm nhau. Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết, hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là gái không. Lúc đó thì em cũng thấy anh này hài hước dễ thương nên sau đó cũng có phát sinh tình cảm giữa hai đứa. Nhưng mà lúc đó thì anh em vì lý do là chơi chung với ông này là lâu rồi nên cũng hiểu tính nết ông này như thế nào. Hồi đó ảnh đào hoa lằng nhằng gái của tùm lum hết nên khi mà biết vậy á là anh ra sức ngăn cản không có cho em quen luôn. Có lợi ghét ông này ra mặt luôn. Rồi
Rồi, hai anh em chơi thân với nhau dữ lắm. Cũng vì vợ em mà hai anh em nó mất thân luôn. Tới bây giờ luôn. Vậy đó hả? Dạ. Lúc đầu là thân, hai anh em thân mà đi chơi hay là ảnh có thể anh biết được một hai người bạn gái hồi đó của em luôn. Rồi ảnh trong cái những cái cuộc nhậu vui ảnh còn kêu là sau này em gái tôi vô tao làm mai cho. Còn nói vui vậy mà sau này vô chứ biết hai đứa thương nhau cái cảm cản luôn. Sau khi mà tách ra ở ngoài ở riêng thì hai đứa lại đi chơi nhiều hơn nữa. Rồi anh sao có phát hiện nữa? Sau này là ảnh phát hiện hình trên Facebook. Rồi sao nữa? Kêu vợ em về ở chung với ảnh với vợ ảnh để ảnh quản lý cho nó chặt hơn. Nhưng mà là chung cái xóm trọ gần nhà em luôn. Gần cái phòng của em là cũng gần đó luôn. Lúc đó anh ở đầu phòng, em ở cuối phòng. Ở lại thì sao, nói nghe coi. Lúc đó là cứ lén lút nhắn tin qua lại vậy thôi chứ đi chơi thì hạn chế lắm rồi, tại ảnh quản lý luôn rồi. Lâu lâu xin đi chơi thì ảnh mới cho chứ không là ở nhà học bài không à. Nói nghe nè, có khi nào mà bạn này lén la lén lút đợi anh chị của em đi vắng là anh đột nhập qua em không? Thôi anh kể luôn đi. Là có đúng không? Có đúng không? Có câu chuyện gì là tại vì cái câu chuyện này á là em giấu người anh của em tới bây giờ em chưa có kể mà rồi. Hôm nay là trên sóng em kể luôn. Em yên tâm đi, anh em không có mặt ở đây, mặt, em không có biết đâu. Đó. Bí mật không biết đâu, giữa cả nước biết à. Nếu mà đâu đó ông ngoài khu Yên Anh có xem chương trình này á thì lúc đó anh sẽ biết thôi. Nói vô đây đi, nói vô máy. Là cái lúc mà anh chị còn ở trên này á là anh chị ban ngày thì đi làm, cái hôm đó sau là xui là vợ em cũng ở nhà, em cũng ở nhà. Phòng trọ lúc đó nóng lắm, em mới đi toilet. Trong phòng em thì nó bị chị em đi mất tiêu. Em mới chạy qua phòng vợ em nhờ em đi toilet. Vô đi toilet thì em cởi áo ra. Xong rồi chứ chạy về hồi đã quên cái áo không có nhớ luôn. Tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo. Trời ơi la vợ em quá trời luôn. Có đánh không? Dạ không, chị đánh thì không đánh mà la. Rồi lúc đó là vợ em đâu có dám nhận. Vợ em kêu mới nhắn tin cho em, sao anh để quên cái áo bên này. Lúc đó là trong xóm trọ có một cái người bạn mà thân với em lắm. Người bạn này thì cũng ủng ỉnh xíu. Đó em mới nhờ luôn ơi mày qua mày nhận giùm tao đi, bằng mọi giá mày phải nhận giùm tao. Là cái cậu này nè, cậu mới chạy qua mới nói với anh của bé Tiên, anh với vợ em á, là cái áo này là của anh đó, của em. Rồi bị la một trận, la một trận giùm em luôn, bị la vậy đó. Vậy phải cảm ơn cái bằng hữu hiểm đó. Nhưng mà rồi cái lần đó xong có giục cái áo đó luôn không? Em vứt luôn, không dám mặc cái áo luôn. Phải luôn chứ sao, mặc cái loài đó. Tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng 6 năm, cưới nhau mới khoảng 6 tháng à. Son quá. Nhưng mà em làm cách nào để mà em chinh phục anh vợ của em? Em chưa chinh phục được, mà anh chưa chinh phục ba mẹ vợ em. Vậy là câu chuyện này mới xảy ra thôi chứ đúng không? Dạ. Vậy là từ trước đến giờ là em và anh vợ của em vẫn chưa có thể nào thân thiện như đó, như lúc trước nữa. Đâu đó thì em với anh vẫn còn nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà hồi đó là hai anh em nó có cái gì đó thân dữ lắm. Đi đá bóng chung hay là đi chơi chung luôn. Nhưng mà bây giờ nó... Sức mẻ một chút rồi phải không? Chút xíu thôi. Ừ, vậy thôi nhân dịp này đó, đi. Nhân dịp này đi. Nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với người bạn của mình hay không? Đồng thời bây giờ là người anh vợ của mình. Dạ em muốn nói với anh vợ em là em sẽ về Phú Yên. Và em sẽ muốn là anh em mình nó sẽ thân lại như ngày xưa. Có những cái trận mà đi đá bóng chung hay là đi chơi chung như ngày xưa vậy. Tính ơi, nếu mà tính mà có bỏ qua thì chắc có lẽ là em phải cảm ơn chị Hồng Vân. Bởi vì dạ, chị Vân đã gợi ý một cái điều quá là thiết thực và quá là ý nghĩa, phải không nào? Dạ. Đầu tiên. Thực ra thân nhau rồi á thì chị nghĩ vậy nè, đã thân nhau rồi thì bây giờ cái chuyện nối lại cái tình thân đó nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì. Dạ. Tại vì thực ra thì trong cái thời gian mà tụi em lén lút lâu quá đó, thay vì á bớt lén lút lại nói từ mí cho ảnh á, nhiều khi ảnh không tự ái lén tới 5 năm lận em rồi mới lòi ra ông. Thế cũng hơi bị chắc do khoảng cách á, khoảng 5 năm ảnh về đó anh sống rồi chứ hai anh em cũng ít nói chuyện. Thì đó bởi vậy thay vì đáng nghĩ người ta phải nhắn tin thường xuyên đờ. Dạ nó nghe nè, hai đứa cưới nhau về là 6 tháng còn quá son rồi đúng không? Vậy chắc hai đứa đâu có tính xấu gì lòi ra đúng không? Cũng có. Dạ có. Dạ, anh có trời sao phần này chưa khí thế liền cho đến cái phần này vỗ tay cái nào. Em á nha, lúc em á là một người dân thể thao mà rất là mê đá bóng. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa, kêu thôi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Tò mò quá, gì Vinh hỏi, gì Vinh hỏi luôn đi. Chị mời Vinh quá. Hai đứa bạn nhiêu tuổi rồi? Em 26, vợ em 24. Chồng em là 26, còn em là 24. Anh cứ thắc mắc hoài cái chuyện đêm tân hôn nó có gì đặc biệt đối với hai đứa không hay là nó bình thường? Đêm tân hôn đặc biệt lắm, tại đám cưới em có hiểu câu hỏi của anh không? Đặc biệt hay là bình thường? Đặc biệt, rất đặc biệt luôn. Đặc biệt
Nghĩa là ý anh Thuận hỏi tụi em á là tụi em có tân hôn trước chưa hay là bữa đám cưới rồi mới có tân hôn đó. Ý ảnh là vậy đó. Thấy chưa, người ta chưa có hiểu mà. Nó để chồng nói đi, Tiên Thuận nói mắc cỡ lắm. Không có được, sinh hoài mà không có được. Là trước đó hay là trước đó? Trước đó. Là giữ gìn luôn hả? Vợ em không có cho. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn hả? Trời ơi, Tiên hay quá, Tiên hay quá. Trời ơi. Rồi như vậy, cái đêm tân hôn xin cho không? Cái đêm tân hôn đầu tiên thì xin không cho. Sao vậy? Dạ, tại vì á trúng cái ngày em bị đèn đỏ. Thì đêm đó là em đi chơi bạn bè luôn, còn anh này thì theo gia đình về Bình Định đi chơi, chứ hai đứa không ở chung với nhau đêm đó luôn. Dù là đó mình cưới ở ngoài Phú Yên á, là người ta có cho một cái khách sạn để hai vợ chồng ở luôn. Rồi ba mẹ cũng hỏi, ủa sao cưới sao không ở chung với vợ? Mà vợ kêu, thôi anh đi theo ba mẹ đi. Hôm nay em bị bệnh rồi. Là không có ở trong cái phòng nguyên hương luôn. Không, ngủ luôn. Em kêu, trời, 6 năm rồi cũng không được rồi, thì thôi giờ anh cũng đi luôn hả? Là bị chọc, bị người nhà, ba mẹ hay là dòng họ chọc quá trời, cưới mà không có động phòng. Xong rồi đứa nào đi đường đứa nấy đó. Rồi tuần sau mới được á. Thôi nhầm nhò gì, 6 năm còn chờ được cũng hồn chứ 6 ngày đúng không? Nhưng mà chị hỏi nè, sao mà em giữ gìn được hay quá vậy? Tại vì em cũng chưa xác định là hai đứa tới được con đường hạnh phúc như vậy. Tại vì lúc đó ba mẹ rồi anh chị cũng ra sức ngăn cản, thì em nghĩ chắc là quen không được lâu đâu, nên anh cũng nhiều lần xin nhưng mà em không cho. Kiên quyết không cho. Dạ. Chung cũng có xin là gì cũng hiền lành á, chứ gặp đứa không cho nhiều khi nó cướp. Đúng không? Nhưng mà hiền, cái mặt này thánh thiện nè. Tại vì em cũng biết là vợ em quen hai nơi sao á, lỡ mà không có đến được thì cũng tội cho vợ. Thôi vậy là tốt rồi. Nhưng mà bữa ở Tây Ninh được rồi là mỹ mãn không? Mãn nguyện không? Rồi đó, mãn nguyện là vui rồi. Mãn nguyện là bây giờ cưới nhau về là bây giờ là chấp nhận những cái tật xấu của nhau đúng không? Càng mãn nguyện hơn nữa. Hồi nãy là mới khui cái chuyện là đá banh. Dạ. Là bây giờ thì còn cái gì nữa không? Nóng tính. Còn cái mặt gì mà nóng á hả? Vợ em mà đi làm về hay là bị cái gì trên công trường mà làm về trễ hay là nhiều việc hay là bị cái gì đó, y như kiểu mà giận cá chém thớt vậy đó. Về mà em mà chỉ cần hỏi nhiều quá, quạo quá em luôn. Rồi. Bây giờ tới em. Dạ, anh ấy có bị bệnh hôi chân. Hôi chân? Dạ, đúng rồi, hôi chân lắm anh ơi. Tại vì cái tính chất công việc của anh là mang giày thể thao á, cả ngày nên tối về á, mấy bữa nay trời lạnh nữa, lại làm biếng tắm, làm biếng rửa chân, thế là lăn vô giường ngủ luôn, em chịu không nổi. Cái em ổn kế là lấy hai con mắm làm cho ổng kẹp vô cái chân ổng đi, hết hồi chân thành hồi mắm. Lúc trước thì em còn dặn là đi làm về lại phải bước vô phòng tắm, rửa chân ngay cho em rồi mới được lên giường. Còn không là hai đứa không nên được ngủ chung đâu. Nhưng mà có rửa thường xuyên không? Dạ cũng có, lúc trước cũng rửa, nhưng mà sau này thì trời lạnh thì anh lại làm biếng. Mấy bữa nay trời lạnh làm biếng. Còn cái tật gì nữa không? Dạ có, ảnh hay thả bơm. Thả bơm suốt luôn. Đi chơi với bạn của ảnh là thôi, ảnh coi như thú vui và thả liên tục. Vui. Làm bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi, ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được? Em chỉ biết xấu hổ. Rồi, em không biết nói gì hết luôn. Bộ bơm em gài sẵn trong bụng em sao mà muốn thả lúc nào thả lúc nào. Mỗi lần đi xe trên đường anh, hở mà ảnh nhúc nhích cái mông một cái là em biết. Đúng rồi, vậy là biết. Dạ đúng rồi. Vậy là hệ tiêu hóa tốt ha. Tốt. Nhưng đó. Mà nhiều lúc bực mình lắm chị. Ví dụ như ảnh đang ngủ mà em còn thức vẫn thả được luôn. Cái thả mà thả trong giấc ngủ luôn á. Nhưng mà mình không nợ đánh anh vậy. Đâu biết đâu. Em là đó là cái cơ địa của mình đâu có biết được. Gọi là cái đó là tật bẩm sinh rồi thôi, mình không có, không có xét tật xấu rồi. Xấu là chỉ có cái vụ này thôi, bê bối. Dạ. Phải ngâm. Đó. Mà bây giờ đỡ rồi, vợ em mua em cho tới 5 đôi vớ là mỗi ngày là một đôi. Thôi quá là em vứt luôn, không dặn ra nổi đâu chị. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ chỉ có bớt thả bơm đi. Rồi. Sao bớt được? Bớt nó chết á. Gặp em vậy em bớt được không? Lẽ lấy keo hai mặt dán lại. Nếu khi là ảnh cố tình đó anh, ảnh cố tình chọc cho em tất luôn. Đó ảnh là niềm vui mà. Vui vui hả? Mà hỏi thiệt nè, nãy giờ ngồi đây có thả bơm miếng nào không? Chưa. Nghe nó giả cười quá đó. Ảnh đâu biết đâu. Cái đồn đó là cho ăn rau nhiều để đỡ thả. Rồi em. Dạ. Về thử đổi rau cho ăn coi. Còn gì nữa không? Siêng năng tắm rửa, rửa chân nhiều vô. Rồi còn em thì sao? Đừng có nóng tính. Từ đó giờ tất cả mọi chuyện là em đều phải xuống nước mà để hàn gắn hay là năn nỉ vợ. Nhưng mà muốn là vợ phải lắng nghe, đỡ như mình có gây lộn với nhau hay là cái gì đó, hai vợ chồng phải ngồi lại mà nói chuyện.
Em nhiều lúc em ngồi em nói chuyện với vợ em thì vợ em lại nóng lên, vợ em bớt nóng lại là ok. 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 Quá đẹp rồi. Không, chị thấy vậy nè. Chị thấy vậy nè. Tại vì hai đứa lấy nhau còn mới có 6 tháng trời thôi đúng không? Dạ. Đây đang là cái giai đoạn à. Tụi em hình dung không, hai cái viên đá nó là thô á, nó cọ sát với nhau thì có những chỗ nó chưa khớp, hiểu không? Thì bây giờ mỗi người á phải cố gắng từ từ á, mình thích ứng, mình tìm cách để mà những cái cạnh nó khớp lại. Em hiểu ý chị không? Thì mỗi người phải tự vận động để mà mình tìm cái cách nào á để mà vợ chồng nó khớp lại gọi là tối đa nhất. Đó, thì sau khi tụi em làm được cái việc đó rồi á, thì tụi em có đủ điều kiện, đủ kinh nghiệm, đủ cái tình cảm để có thể đón chào thành viên mới là đứa con của mình. Tại vì sau khi đứa con sinh ra đó thì còn nhiều những cái chuyện nó kinh khủng hơn nữa. Bởi vì sao? Nó lại thêm một cái viên đá nữa, góc cạnh nữa. Thì bây giờ hai vợ chồng lại phải tìm cách để mà làm sao để cái viên đá nhỏ đó nó khớp lại thành một khối. Thì ăn thua là mình tìm được cái điểm khớp lại với nhau. Đó thì chị nghĩ là tụi em cố gắng trước khi có thành viên mới thì tự khớp với nhau trước đi nha. Để đón chờ. Chứ anh Bin là hay lắm ạ. Nhà 4 người rồi mà khớp khớp rợp luôn á. À, gia đình hạnh phúc lắm á. Ông bố này là tuyệt vời luôn đó. Cảm ơn chị. Em xin cảm ơn hai em.